Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với Phú Đô miền Bắc thứ bảy ngày 16 tháng 12 năm 2023. Tối hôm nay 15 tháng 12 là miền Bắc trên kênh không gì. Mong anh chị em hoan hỷ còn tiếp theo mình dự đoán miền Bắc ngày mai 16 tháng 12. Còn mật thủ mình dự đoán đó là cái con 73. Song thủ mình là dự đoán cái cặp 45 54. Anh chị em hãy tham khảo. Chúc anh chị em có nhiều may mắn trong ngày 16 tháng 12.